Thứ khiến tụi em khác biệt là tụi bạch đỏ. Tụi bay để hình nền nữa đi. Để hình nền nữa đi. Nè, nhìn cái tóc anh màu gì? Đó, tụi bay một lần là đồng đội và sự gắn kết của các thành viên với nhau làm nên sự khác biệt của SGB với các team còn lại. Em... Ê, từ từ. Mình không biết cái này, mình nghĩ không biết có đúng không nha. Các bạn có biết gọi là hiệu ứng cheerleader không? Các bạn có biết hiệu ứng cheerleader không? Nó là như này. Tức là các bạn biết mấy cái đội cổ vũ của kiểu bên Mỹ, trường mấy cái trường học của Mỹ nó hay là thể thao Mỹ, nó có cái đội gọi là cheerleader á. Nó có cái gọi là hiệu ứng cheerleader, tức là nếu như để từng người cheerleader đứng riêng ra, thí dụ người này nhan sắc 6 điểm, 7 điểm, 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm gì đó. Nhưng mà nếu như để nguyên một dàn cheerleader đứng vô chung với nhau, nguyên một dàn cheerleader đứng vô chung với nhau thì tất cả nó sẽ cùng lên 89. Các bạn biết cái hiệu ứng này không? Thì cái tên gọi của nó là hiệu ứng cheerleader là như vậy. Xong mình sẽ áp cái đó vô tụi Buffalo, tức là thằng Froggy thì hồi mà nó mới vô Buffalo, với lại hồi mà nó kiểu như mới còn FTV á, kiểu ngoại hình đó mình thấy là bình thường, cũng hơi nhạt nhòa so với mặt bằng VCS. Nhưng mà tới mùa này tự nhiên bắt đầu có Taki nè, có HM xung quanh nè, rồi RST, rồi các thứ BNJ này nọ, ngày Ren vô các thứ này nọ, cái tự nhiên mình thấy thằng Froggy nhìn cũng ok, đúng không? Nhìn cũng khá ok. Không, mình cái hiệu ứng cheerleader này thật ra 2 mét vô mà đời thì mình cũng có coi, nhưng mà cái hiệu ứng cheerleader này mình biết từ hồi mình coi mấy cái phim mà high school của Mỹ trước đó lâu rồi, khoe thôi chứ không có gì trên cả. Thì đó, thì tự nhiên mình thấy tới mùa này cũng xong coi mấy cái này của Buffalo, thấy ồ thằng Froggy, thằng hết nhìn cũng ok, nhìn cũng được, niềng răng rồi tóc tai đồ các thứ nhìn cũng được, đúng cái răng cái tóc gốc con người mà Lu còn đẹp được, anh nói gì Froggy đó. Thì cái hiệu ứng đó mình nghĩ là Buffalo đang làm rất là tốt hiệu ứng chỉ đợi thấy ai nhìn vô ai cũng đẹp lên hết trơn. Đội này được, đội này phần visual rất ổn. Em đã qua team với môi trường và điều kiện như em mong muốn trước đó và gặp được những người tốt thì em cảm thấy bây giờ. Lúc em được chân vào mãi nhà HGB này, lúc đó em chỉ muốn phát triển bản thân và phát triển team thôi, chứ em chưa nghĩ đến chuyện rằng tụi em sẽ không góc này góc chết thôi, góc chết. Em nghĩ yếu tố em đã thay đổi ở trong mùa giải này đó là việc kiểm soát được cảm xúc của mình. Lúc trước thì mỗi lần em bực hay gì là em toàn chửi nhau, không bị ai bất kể ai, biết kìm được tính đó một chút nhưng mà vẫn còn. Alo Izu em, Guild House của em có gần bên Buffalo, em gửi thằng Sơn qua Buffalo học khóa tháng rưỡi trước mùa hè nha em ơi. Cẩn thận thôi, tới mùa hè tự nhiên mất AD 1-2 trận khó đánh lắm á. Alo, ok, để anh nhắn Ren nha. Ok, được. Như đây là mùa đầu tiên em được chơi và được tập luyện đúng nghĩa. Cảm giác như mùa này là mùa đầu tiên em debut vậy. Em cảm thấy trong thời gian vừa qua em được phát triển rất là nhiều. Em hy vọng em sẽ được phát triển nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Ở vòng bảng em rất là tự tin khi ban huấn luyện đã đưa ra những quyết định luôn luôn đúng đắn. Cho nên nếu bọn em hoàn thành nó có công cụ luôn, Ren nó có công cụ luôn. Bọn em nghĩ sẽ tiến tới chức vô địch. Ui. Team Nisa. Ấy này mới thấy luôn á. Bữa giờ mình coi mình không có để ý. Hỏi nó không chỉ là nó đầu tư về mặt là trang phục, rồi đầu tư về make up, về phong thái nữa, mà nó có đạo cụ luôn. Nó có đạo cụ luôn mọi người. Cái bản đồ của nó cũng phải khác người nữa. Ghê thiệt. Bản thân em không có gì bất ngờ. Tại vì trong sự tính toán của ngày Ren, em còn phía sau. Ok. Ở giai đoạn cuối vòng bảng. Hồi mình khoái Ruby ghê luôn á. Mình khoái Ruby ghê. Các bạn, cái này nó gọi là cái thần thái. Hôm bữa mà bạn nào mà coi trận chung kết ở tại EG mà các bạn để ý Ruby nó đánh á, nó có cái tư thế ngồi, các bạn không thể lẫn cái đâu được. Đó là một cái sát, một cái thần thái rất là nó phải về nè đó. Nói chung là vai hạ, vai kéo đằng sau xíu, ngực ưỡn lên, thể hiện sự tự hào của mình. Ngồi đó. Các bạn coi lúc này nó nói nè, để ý là tiếng xa hơn nữa nè, tiếng xa hơn nữa. Nhìn nó nè. Tại vì trong sự tính bóng của ngày Ren, em còn tiếng xa hơn được. Ở giai đoạn cuối vòng bảng, tụi em đã biết được đối thủ của mình chắc chắn là Cerberus. Lối chơi của Cerberus đã được bọn em chuẩn bị kỹ càng và nghiên cứu khá nhiều ở đầu mùa, cho nên vào vòng lớp này bọn em rất là tự tin để sang bằng thẻ. Thật ra mình bạn biết sao chứ mỗi lần mình sợ là khi mà mình cái này thực ra tại không, cái này mình nghĩ là mình không nên nói, tại vì cũng chưa chắc chắn là như vậy, nhưng mà mình hy vọng là khán giả VSET ra thì hiện tại thì 2021 rồi, game này nó cũng đi được hơn 10 năm rồi. 10 năm rồi nếu mà tính theo thời gian phát hành của Liên Minh Huyền Thoại chính thức thì khán giả cũng nên văn minh lên, đúng không? Có những bước tiến về dân trí của người xem VSET. Tuy nhiên thì cái lối đánh đó đánh ở Việt Nam thì mình rất là ủng hộ sự đa dạng ở trong thể thao. Lối đánh đó thì phải biết được vị trí giao tranh của từng người. Tuy nhiên Cerberus thì không thực hiện được cái điều đó tối ưu. Tao có thể lại nhanh em. Lên cô cho luôn Taki. Chuẩn bị đánh lộn cô cho nha. Ok. Nghĩa con lui nha Nghĩa. Con lui nha Nghĩa. Xuống cô giữa nha. Nấp Taki. Có thể góc bò nha, Ai cũng Buffalo nha, Buffalo nha. Bò. Ok. Cách lại rớt ra hết mày ơi. Ê gì đó. Từ canh nhây tụi nó ra đồng, Ê giết bò ra. Lu xíu Nghĩa, Lu xíu đợi Nghĩa. Lu xíu. Rồi, lên. Bình tĩnh. Đợi xíu. Đi nè. Dĩa để luôn. Nghe tao nói nè, đánh xong trận này ra bị ăn chửi nè, chuẩn bị nha. Đánh xong trận này chuẩn bị ăn chửi nha. Bị tâm lý luôn. Biết rồi, chắc chắn là ăn chửi rồi, đánh như vậy là chúng ta ăn chửi rồi. Giữa việc mà ăn baron hay không thì mình nên đừng có dành nhau nói, nên để nó nói. Ba đó tao con thì để tao nói cho. Trời không, bây giờ tình cái mời này, bây giờ là ví dụ thằng muốn ăn không, thằng Nghĩa muốn ăn, tao không muốn ăn. Khi mà mấy ngày tao nói là không muốn ăn á, ý là tao nói vô khỏi. Thì tao nói kỳ máy chứ, khi tao nói kỳ này. Mà tội nghiệp thằng Nghĩa thật sự. Mình lấy cảm giác nguyên cái team này thằng nào cũng được quyền nói trừ thằng Nghĩa. Slogan của Buffalo, thằng Nghĩa cầm mồm. Để tao nói xong luôn đi, rồi mới nói. Nhưng mà mình có thể ăn, chứ có phải là ăn được, không được, ăn được. Phải là dành nhau nói, mà mình để thằng đồng đội mình nói cái ý của nó đã. Rồi mình nói cái ý của mình. Mày ai cũng có đây, mình dịch thằng ếch nói trong cái team này á, mọi người đều được quyền nói, ai có quyền nói, ai cũng có lúc được nói, trừ mày nha Nghĩa. Kiểu mình có thể ăn được, mình còn rờ kiểu gì kiểu vậy, nói chung nó đừng có danh trong nói này là mình đánh, mình chạy ra mình bảo đạt nó, rồi mình sẽ đánh, mình sẽ lời hơn nó vậy, nó nghe vậy thì nó nó sẽ cân nhắc, nó sẽ theo theo em, hiểu không? Mình đưa ra nhiều thông tin hơn để củng cố cái quyết của em. Nhưng mà hiện tại lời dưới nhìn ra thì sao? Chưa nhìn ra thì phải có cách khác. Bây giờ chịu nấu phải lắm nha. Nếu như thì có nước này sẽ chọn cách an toàn. Còn mày chọn cách là ok, mình triệt để luôn, triệt sản nó luôn. Thì mỗi người mỗi cách khác nhau. Bỏ thằng Ren dơ. Quan trọng là vô tại thời điểm đó mình giải quyết như thế nào. Cái góc nhìn của em nhìn được cái đó đó. Tại mỗi đứa có một góc nhìn và cái nhiệm vụ khác nhau game phải không nè? Làm như này mới lớn là được. Nữa hả? Thằng Đô cũng giếng Nghĩa nè. Gì vậy Ren? Đâu ra vậy Ren? Đâu rồi? Đâu ra vậy? Gì vậy? Gì vậy? Ủa là sao? Ủa cái này là sao? Liên quan, chấm hỏi binh chấm hỏi. Đối phương biến mất. Ẩu ẩu. Trong quá trình luyện tập và phát triển cho đến thời điểm hiện tại thì đối với mình không liên quan luôn, thủ đã đi được không liên quan, không hề liên quan dự kiến ban đầu của mình đề ra. Tuy nhiên đó chưa phải là con số mà mình mong muốn lắm ở thời điểm này. Và đối đầu với GAM trong trận chung kết thì bản thân tụi mình khá là tự tin vì mùa trước tụi mình mai kêu người đơm lại lần hai, tụi mình không có gì để mất. Bản thân tụi mình chỉ cứ cháy và cứ làm hết những gì tụi mình có thể. Trong quá trình thi đấu thì trận áp lực nhất là khi em gặp GAM, vì đó là lần đầu tiên em được bước lên sân khấu. Em cảm thấy rất áp lực bởi cái lạnh và sự ráng trong bản thân em không có được sự tự tin. Còn bây giờ nếu phải đối đầu lại với GAM thì em tin chắc em sẽ làm tốt hơn tất cả những gì mình từng làm trước đó. Ngài Ren có nói với em là Ngài Ren chỉ cho em ra sân trong những trận đấu quyết định. Một là em nhậm nát mọi thứ, hai là mọi thứ nhậm nát em. Đối đầu với GAM lần này, em đã sẵn sàng ra quân. Nạn đào cưng cùng Ren luôn. Cái nhận định chủ quan của mình, đào cưng cùng Ren luôn. Cái sức mạnh đáng sợ nhất của GAM đó là Levi, và đó cũng là cái mắt xích quan trọng nhất để mình khai thác vào đó và mình tìm lợi thế cho các học trò của mình. Và ở trong trận chung kết này tụi mình sẽ cố gắng để có được nhiều tài nguyên nhất cho Bingy có thể, để từ đó có thể khai thác Levi và từ đó đem lại chiến thắng trong team. Khi bước vào trận chung kết thì em và cũng như team tự tin và có sự gắn kết với nhau, 5 người như một. Nên khi bước vào trận chung kết, bọn em không sợ hãi và không hồi hộp về bất kỳ một lý do gì cả. Sau khi đến được vòng chung kết, em nghĩ em có thể cùng đội mình lên. Nói tới tập này là Nghĩa im thiệt luôn không? Và không phỏng vấn là Nghĩa đâu đúng không? Em SI vì em thấy thực lực của đội mình và cách làm việc nhóm của mình không hề thua kém GAM. Nãy giờ chưa thấy Nghĩa nói. Tối mới đi đâu nhá thôi, nó hẳn hết rồi. Ok, tao còn lại. Nó đây. 2k với bot kìa, 2k với bot kìa. 2k trong đây tụi bay ơi. Ê, bỏ Nghĩa chạy, nó biết Nghĩa chạy, nó biết lấy trụ Nghĩa. Bình tĩnh thôi nè. Rồi, bơi về ném bot đi ơi. Đẩy bên này ăn rồng nè. Đẩy bên này xuống rồng nè. Ở trên đẩy. Đẩy trong nghe, mới cẩn thận. Ơi, biết cái hở nó mỏi nha, Ơi câu Nghĩa đây, câu Nghĩa. Tao đi dưới trước á, tao đi dưới trước. 10 giây nữa tới, 10 giây nữa tới. Chạy luôn Nghĩa. Ok. Tao nè, nó không lát. Ok, cái theo luôn. Tao không lát. 5 giây nữa có lát. Ok. Dưới tới mới được. Nó cho mày bỡ mình à. Nó thảy nha. Nó đi được nha. Tao có bộ qua. Đứng đi mày. Rồi, biết rồi. Tao nha, ở trong này bay. Không sai nha. Tới. Uống gọn nát. Đánh được góc này của mình. Tao bữa. Anh em không tắt không được. Tao này lên. Mình cứ đập nhà thôi. Ok. Chủ phải trước nè. Từ lấy chỗ thôi, trái. Nó đây. Các bạn để ý Nghĩa. Mặt Nghĩa. Bố mày dí lờ nói nữa. Bố mày đánh mà bố mày dí lờ nói. Tao có combo cho 2k nha. Lờ. Ok, mình nè em, nãy tao. Để ý cam Nghĩa. Vào vô trận Baron thì không thể đưa một lần đâu thôi, đừng nói nhiều lần rồi. Bởi vì team mình không có ngủ đâu. Chó ếch. Đừng nói nhiều cái nó quay qua nó tính liếc Nghĩa rồi đó. Các bạn để ý đi, để ý thằng ếch đi, thằng đừng nói nhiều là nó quay nó liếc Nghĩa đó. Không thể đưa một lần đâu thôi. Mà thằng lúc đó mà thằng ếch nó quay qua nói Nghĩa là Nghĩa đứng lên cho cái ghế vô đầu liền á. Mà nguyên trận bố mày không nói tiếng nào. Đó, mày là đừng nói nhiều là thằng ếch tính quay qua nó liếc Nghĩa rồi. Nghĩa chỉ chờ nó nhìn qua là cái ghế vô đầu thằng ếch liền. Đó. Hên là thằng ếch nó ngưng lại á. Hên là thằng ếch nó ngưng lại. Nó mà nhìn thẳng vô Nghĩa là cái cây vô đầu rồi. Không còn ngu đâu, Liên Minh bị chơi. Nên thông tin chỉ nói một lần. Rồi tiếp tục vô Baron. Rồi rưng nó xuống với làm gì. Rồi chỉ nói vậy thôi chứ không nói. Nó không rờ. Sau mùa này là Buffalo boss thanh kêu Ren. Welcome Froggy Cốc. Xử lý cái thông tin. Rồi nói cái tiếp tục. Lên, tỏ ra này, không biết ra này, ở đây ra này. Được chưa? Rồi, con nào quá. Khi mà em chiến thắng được game 1 thì em đã suy nghĩ rằng mình đã có cái tự em mới suy nghĩ thằng Nghĩa nên im để bắt đầu tiếp trận 2 và cũng đã chứng minh được một chút cho người xem và fan hâm mộ rằng là team của mình không hề yếu so với GAM. Team em combat ở team đó thì em thấy team em sao combat. Con châu già về kêu đội cho Nghĩa nói với nha. Nhìn GAM nha, GAM vô địch là tại vì thằng Sai được nói nha. Nhìn GAM mà học hỏi nha. Ok. Tí nữa tao sẽ tự tách đôi ra con rẽ vào ở đâu tao rờ ở đó. Có giờ tao sẽ đứng bên cạnh Nghĩa. Tao sẽ đứng bên cạnh Nghĩa. Nó mất E rồi Bin. Mất nút rồi này Bin. Em khiêu khích này. Ở lại tại gần không lại gần nó bẻ sói, gần nó bẻ sói rồi, gần nó bẻ sói rồi. Ok cái gì nào Bin ơi. Để tao bẻ sói anh em. Bây giờ đi. Hai. Rừng rồi này. Gần nó đang ra kìa. Ở đây nó luôn tại. Ôi, gắt. Hai giây nữa gạt xuống boss, 20 giây nữa gạt xuống. Anh Nghĩa nó nói chất lượng như vậy. Anh Nghĩa nó chỉ cần nói AD nó luôn tài là thằng AD bên kia chết mà vô cho Nghĩa nói. Mày cho thằng Nghĩa nói là Buffalo vô địch rồi. Rút kinh nghiệm nha, Ren. Nghĩa nói có một câu là thằng Sai chết liền. Nó gắt kìa. 15 giây nữa con gà nã xuống nha, 15 giây nữa con gà nã xuống á. Mẹ xét nè, giết xét nè. Lôi. Đánh luôn được á. Tu nè. Có gì nhiều dữ lại. Lôi nhớ hết, đừng có vô hết. Đây có bó nè. Từ. Ai đây không lát. Ok, hai anh em. Tăng. Ok. Lập đúng cái chậu hết anh em, Lui nữa. Rừng sập không lát. Không sao pha này thì Nghĩa nên im thiệt. Nghĩa. Pha này là GAM kêu tao đồng ý với tụi bay á. Nghĩa đi. Ta cây. Ok, đang vòng. Nhậu luôn. Mình áp lực nó được không? Không. Tụi nó phải bắt giờ nha. Ta cản cho. Ok. Cánh cản đi tài. Gá gạt không rơ. Cái trụ đường nó biết rồi. Lâu lắm. Lui ra Baron này tụi bay. Lui ra Baron nắm được không tụi bay? Ok. Tay phải nói tay. Toàn có đợi Nghĩa ra biết luôn. Đánh. Không cho nó về canh đánh nha. Ê HM qua đây HM. Nói với tụi nó. Reo không rờ. Rưng sụp coi tao trâu nha. Để tao qua. Tao không có gờ nha anh em, hơi khó nha anh em. Cô sẽ đâu ba gom mình đánh tường nha, từ. Cô nào từ. Ta có bơi được. Để. Ai đây lát. Ai đấy kìa mẹ. Ai đây được. Thiếu một chút. Không sao anh em cái ba này. Nha. Lại là bình tĩnh nha, chưa là gì đâu. Khi mà để vụt mất vàng 2 khỏi tay mình thì cảm thấy nó cái pha đánh tài nguyên á, đánh mấy con tàu ba con á. Tao không có muốn mày là người chủ động con. Mày không có nhìn tổng thể được tất cả mọi thứ. Hiểu không? pha đó là tao nhìn sai pha đó thôi, ừ. Không, tao nhận lỗi. Hiểu không? Tao không có muốn mày làm cái pha tao lỗi rồi. Nào nói vậy? BNJ hả? Tao không có muốn mày là người chủ động con. Mày không có nhìn tổng thể được cái tất cả mọi thứ. Hữu Nghĩa hả? Pha đó là tao nhìn sai pha đó thôi, ừ. Không, tao nhận lỗi tao pha đó. Nghĩa luôn hả? Ờ, không bắt nó có, không có được. Với lại cái khúc Baron là cái giá. Hai team này nó gì? Để đi ra kiểm soát Baron có gì gặp nhau rồi đánh. Tại sao mày không muốn lên giảm thân? Ý là cái thằng trả lời á. Giá thần tao không có đàm. Ai nhìn không biết thằng HM đang nói thằng trả lời mà mấy bạn coi mà không hiểu hả? Tập trung đi mọi người, tập trung đi. Tập trung. Ai chả thấy thằng HM nói, thằng trả lời là thằng Nghĩa. Đã giải quyết xong rồi là mày chờ, tụi nó kiểm soát xong, tụi nó đi chung với mày. Lúc đó tấm liệt, tụi em cùng lo sợ rằng mình sẽ một đây nè, mình nói cái pha mà thằng HM nó chửi. Đó, đây là HM nó đang chửi. Xong thằng tao nhìn sai là thằng Nghĩa. Tìm để giết Nghĩa. Chiến thắng chỉ cần làm tốt, không mắc những sai lầm cơ bản nữa thì tụi em sẽ chiến thắng cái BO năm này. Em nghĩ lý do bọn em chưa chạm được tới chiến thắng là bản lĩnh của bọn em. Vì bọn em đã sau khi để H7 ở ván 2, bọn em đã không thể vực dậy nổi được cái tâm lý bị lật ngược kèo không. Em để tụt mất thất bại ván 2 là do thằng Nghĩa. Sau khi Nghĩa để mất tình huống xử lý ở đường trên là tụi em nó không kiểm soát được. Để vực dậy nổi được cái tâm lý bị lật ngược kèo ở trận đấu thứ hai. Thì đối với mình nghĩ là mình cần có một cái cú sốc lớn đối với các tuyển thủ của mình. Thì cái cú sốc đó là mình sẽ cho các em chơi những cái vị tướng mà mấy em sẽ tự tin nhất và không quan tâm vô cái việc mà chiến thuật quá nhiều. Và dẫn đến là cái đội hình của tụi mình khá yếu thời gian đầu game và không thể xử lý được những cái biến số khi mà cái tâm lý mà đi xuống như vậy. Thì dẫn đến là cái trận ván 3 tụi mình thua chóng vánh và tự động cái tâm lý rất GAM RST trận bản lề bắn tan tác Buffalo trước GAM rồi. Hồi khắc mà em thấy mình sắp vô địch được rồi là trận 2 với GAM khi mà bọn em có giọng nội mới 2-0 đội vô địch. Còn về khoảng khắc mà bọn em tâm chiêu mới em cảm thấy nó sắp win ván 2 thôi mà nó thấy là gần vô địch rồi. Tâm chiêu mới. Taki cần được đời vả cho vài lần là mới tỉnh. Tâm chiêu mới. Thua luôn rồi á là Phan Nghĩa chết. Khoảnh khắc em thấy đội em gần chiếc du lịch nhất là thằng Nghĩa đang đến lại gần trụ 2 đường trên của GAM. Khoảnh khắc em thấy là thua rồi là sau khi Nghĩa chết. Ê, đó là Lu nói với bạn Taki nói. 3 style và bia căng 3 ở dưới 4. Rồi thì em thấy thì mình thua. Tao TV được nha. Lộn. HK này. Chứ được ấy. Theo được. Một trái của em. Đánh được. Giữ bò. Ok. Để tao mày này. Tao theo đây luôn ấy. Xuống luôn. TV dưới được nha. Ok nha. Ai đây đâu. Này, nó bị chép vai nè, bị chép vai nè. 10 gì nữa, cái xuống được á em. Biết lẹ về. Tới việc được. Luôn có xuống được, á. Té luôn. Canh vùng lát nha. Em mình đủ sức nhiều một thằng ống ta lại ra gù gọt nha. Canh. Mọi người muốn nghe đùa nhạc không? Con nó vô nè, Mọi người muốn nghe đùa nhạc không? Mọi người nghe đùa nhạc đêm khuya nghe đùa nhạc xíu ha. Kiểu như một buổi tối trời âm u. Khoảng chừng một tháng trước khi VCS mùa hè 2021 khai mạc thì có một cái bóng người đứng trước Gaming House của GAM gõ cửa kêu rằng tao muốn gia nhập tụi bay. Xong rồi Izumin mới hỏi rằng tụi tao có thể cho mày cái gì? Không cần gì cả, chỉ cần thắng Buffalo. Cắt. Kết thúc clip. Đố các bạn biết ai? Bóng đen đó lại. Bơm rồi, game 4 rồi. Chung game mới, chung game mới. Không ngại đánh game 5 nha anh em. Ok. Ok ok. Tao vẫn còn nhiều thể lực lắm nha, tao chơi được á. Chơi game 5 luôn. Khi Kiria đem Ugot trong ở trận BO năm này thì em không thấy bất ngờ. Và trước đó em đã chết lịch sự đấu của Kiria, thấy anh ta đánh Ugot khá là nhiều. Và em cũng tự tin khi Kiria bích vị tướng này và em sẽ đối đầu với anh ta. Nhưng ở ván 3 em đã đi phần led của em không tốt và không hiệu quả, dẫn đến về em hô về chỉ số lính và kinh nghiệm và bị anh ta solo kill, dẫn đến thất bại không có ở trận đấu thứ ba. Do cái nhịp độ bị thua cái trận 2 nó làm cho cái tâm lý tại thời điểm đó nha, nó bị trùng xuống và không có quật là cái tâm lý mạnh được ở ván 3. Và đồng thời là những cái nhỏ nhặt như là cái tình huống mà bị bắt lẻ của RST thì trước đó là tụi mình đã bị rất là nhiều, nhưng mà chắc trong những cái giai đoạn căng thẳng và thấy chưa? Với cái sự dí nhỏ nè và cổ vũ của khán giả này nọ thì Nghĩa đã không thể chịu thẳng, và với cái sự hò reo và cổ vũ của khán giả này nọ thì Nghĩa đã không thể kiểm soát được bản thân mình, dẫn đến anh ta khá hờn và khá nóng vội thì dẫn đến kết quả không tốt. Thì cái bài học rút ra là tụi mình nghĩ là tụi mình đâu phải lỗi tại Lu, nên kiểm soát cảm xúc của mình một cách tốt hơn nữa để có những quyết định nó chính xác, chín chắn và không vội vàng. Mọi người coi đi. Anh còn dám cho tao bay cái chơi cái trò mà cái tỷ lệ thắng mình thấp nhất thì cuộc sống vừa lần đó. Được chưa? Mình còn chặng đường rất là dài, mình phải tin vào bản thân của mình. Được chưa? Đâu bây giờ nhiệm vụ của tất cả mọi người là gì? Bật bom anh Nghĩa. Khi bớt xong cái đội hình này, anh sẽ triển khai này bạn cái thứ. Nhưng mà nếu mình viên game này, anh muốn cái game 5 mấy đứa enjoy cái game. Được chưa? Rồi, đây 2, 3, let's go. Thôi nó nè, đừng nói dưới nha, đừng nói dưới nha. Đánh lại, đánh luôn. Lulu mẹ. Tao có tao nhờ. Ơi tao AD nó không lát nha. AD rừng nó không lát, nha. Nó không lát á. Tao đánh AD lát mít luôn, không biết là chạy vô á. Ơi canh quay lại đánh được á Nghĩa. Rừng nó không lát. 10 giây có nút nha tụi bay. Bi đây. Ok, nãy cái. Thằng rừng không lát nha. Đang núp này á. Ok. Thằng rừng không lát. Nghe. Tao lại chưa tóm á nào. Tao ra nè. Để gì? Vậy nó mất đốp kìa. Tao vậy có hè. Tao lát. Tao vòng qua nè. Ok rồi, cái nào. Không lát nha. Galio anh em. Chậm thôi. Ở trong anime hay là phim hay là nói chung trong bóp cao chờ có xạ thủ, nhân vật xạ thủ nào mà bị câm không ạ? Bây giờ mùa hè mình chỉ anh chị em là Nghĩa bây giờ em phải kiếm được một cái nhân vật nào ở trong phim nè, trong truyện tranh nè hay truyện tiểu thuyết cái gì đó đâu đó, một cái nhân vật xạ thủ nào mà xạ thủ kiêu hùng nào đó mà bị câm. Em đổi tên thành giống cái thằng đó là em lên dữ lắm luôn. Anh hứa vậy mà em lên dữ lắm luôn á. Còn nếu mà trường hợp mà em kiếm không ra từ anh tính ra anh tư vấn cho em một cái tên là em lên dữ lắm. Nó không lát được không? Được. Xuống đây câu cho vi bóc. Ơi đến tóm nó không lát. Gì tao đúng đường nha. Ok. Từ đoán được xíu xíu. Ai đời nó phải xíu cho rồi bóc. Lát á. Lát được rồi. Có lát rồi. Tao thấy có rồi. Nghĩa bắt được kìa. Tao bắn đi Nghĩa. Tao hết rồi nha. Đây chết. Tim chết hết rồi mới nhớ tới Nghĩa. Tim chết hai thằng còn lại chấm máu. Nghĩa bắn được Nghĩa. Bên kia nó còn có 4 thằng với con sứ giả Nghĩa. Nghĩa bắn được đi Nghĩa, tim tin Nghĩa. Nghĩa làm được. Tim này cả tim tin Nghĩa. Tao bắn đi Nghĩa. Tụi tao lấy hết chiêu của nó Nghĩa. Tao bắn đi Nghĩa. Có hết rồi nha. Cái thớt chết. Ai. Tao còn TP, con tóm nó hết TP rồi anh em. Đừng bỏ cột đâu ai. Ok. Sơ rồi. Chưa hô mà, nhà chưa bể mà. Canh đang gán đá đi, Tụi nó đang lấy mega boss. Cái này bằng tiếng. Nó edit á. Này mà cái clip mà bằng tiếng nó edit á. Bỏ cột đâu ai. Ok. Này là bằng tiếng edit, là mình không mình edit. Đó. Mình mà edit cái clip này á, sau này của HM cắt bụp. Chuyển cảnh gam nâng cúp. Ok. Đừng bỏ cột đâu ai. Ok. Sớm này đây, sớm rồi. Chưa vô mà, nhà chưa bể hả? Canh gắn đá đi. Tụi nó đang lấy mega boss. Thôi nhạc lên. Nghe bạn các bạn nghe nhạc, các bạn nghe nhạc không? Các bạn nghe nhạc không? Để yến nhạc nè. Về chuyển mút nha, không nhây nữa nha. Bây giờ từ giờ tới hết cái clip này Lu không nhây nó không giỡn nữa. Em trong mô tô Việt Solid 3. Không sao nha Nghĩa. Không sao nha Nghĩa. Tại. Không sao nha. Không sao nha. Em cảm thấy trận đấu đó em vẫn làm chưa tốt. Khi vẫn chưa vượt trội hơn được mid bên kia. Em tiếc nuối là game đó em không thể giúp team win được để giúp team vô địch. Khi trận 3 trận 4 diễn ra không đụng như ý đồ của team thì em thấy rất là thất vọng về bản thân mình. Vì em đã tự ném đi cơ hội của mình cho người khác. Em thấy trong BO năm nay Kati chỉ chơi cho bạn thôi. Còn lại là do em tự dẫn do Kati rồi. Mình có thể thua rồi đó, mình thua cái gì? Mình không có thua kỹ năng, mình không có thua trình. Mình thua cái bản lĩnh. Được chưa? Cơ hội của tụi mình còn không? Còn. Anh nói rồi. Đối với anh ở trận đấu này, mấy đứa thắng thì tụi mình cũng sẽ có những cái vấn đề khi rụng trứng. Và khi mình thua, mình ngồi đây mình nghe tiếng trứng rớt loãng xoảng. Ở lần này có thể nhiều người sẽ nói mình là lần đầu tham gia thi đấu không có tâm lý không giỡn, không có kinh nghiệm, không có này. Ok, cái nét đẹp này là các bạn mình tư vấn với mình có đoạn nhạc nào mà tư vấn một cái đoạn nhạc nào mà nó hợp với cái cảnh nào mình ghép ra thì bài nào. Anh nói rồi. Đối với anh ở trận đấu này mấy đứa thắng thì tụi mình cũng sẽ có những cái vấn đề khi mà tụi mình thắng. Và khi mình thua, mình cũng sẽ có những cái vấn đề khi mình thua. Ở lần này có thể nhiều người sẽ nói mình là lần đầu tham gia thi đấu không có tâm lý không giỡn, không có kinh nghiệm, không có này. Ok, tụi tôi non nhưng tụi tôi đã trải qua cái beo năm này rồi. Tại sao quyết định con Ren lại thay Froggy vô lỡ game 5 thua? Tại sao Froggy lại được vô game 5? Rồi mọi người sẽ đánh giá này nọ cái thứ. Anh chấp nhận hết, từ trên ban tổ chức, từ trên ban điều hành cho đến tất cả mọi người này là anh sẽ chấp nhận chuyện đó hết. Cái anh quan tâm là gì? Sự phát triển của tụi anh và có mục đích cuối cùng. Anh muốn mình sẽ đại diện SEA Games và anh muốn mình là đội đầu tiên lọt vô top 8 thế giới. Có những thứ mình muốn. Anh không muốn thế giới đánh giá Việt Nam mình không biết chơi game. Anh không muốn thế giới nhìn vào Việt Nam mình một khu vực không thể sánh bằng cô Việt Nam. Tại vì con người Việt Nam mình không có dở. Con người Việt Nam mình rất giỏi. Nếu tụi bay không làm được chuyện đó thì tụi bay không xứng đáng học trò anh. Hôm nay chúng tôi thua, không phải chúng tôi thua trình. Chúng tôi thua vì bản lĩnh chúng tôi chưa có. Chúng tôi sẽ trở lại. Được chưa? Ok. Đây. Nhớ. Xin 30 giây để nhây được không? Thằng HM, mày đánh con Ragat cho anh. Mày phải master con Ragat. Anh không muốn thế giới nhìn con Ragat của Việt Nam bằng cái tên Ren, mà phải là mày. Chúng tôi thua vì bản lĩnh chúng tôi chưa có. chúng ta sẽ trở lại. Hết hết, nhạc nhạc. Được chưa? Ok. Đây. Nhá. Buffalo. Let's go. Em mong muốn lúc đó cho dù thắng hay là thua thì bọn em vẫn sẽ là một đội 5 như 1, sẽ không bị vì những cái cá nhân và cảm xúc để tách nhau ra. Em không muốn như vậy. Em muốn nói câu đó ra bởi vì thắng hay thua không quan trọng. Quan trọng là em muốn cùng được đồng đội em đi đến những trận chung kết sau này. Sau trận BO5 với GAM thì em cảm thấy cặp bot GAM hơn cặp bot bọn em ở kinh nghiệm việc setup ganh ở lane và đi lane một chút. Em thấy GAM xứng đáng nhận chức vô địch này bởi vì bản lĩnh của họ sau khi nhận thất bại và đứng dậy không cho tụi em có một cơ hội nào để cảm động xong rồi ngược lại bạn đậu. Em thì em không hơn nửa tiếng của mình nhiều lắm vì cảm động vừa vừa thôi, giải trí xíu đi. Cảm động xong rồi kỹ năng tụi nó nghiêm túc rồi cho mình sự tỉnh táo về tâm lý các bạn và cũng như là tinh thần khi đánh một cặp BO5. Nếu mà ai theo dõi trận chung kết một cách sát sao thì có thể thấy là tụi mình đã đánh sòng phẳng rất là GAM. Nhưng mà đây nè, vậy nè các bạn chờ đi, bữa sau á, bữa sau mình chuẩn bị đăng ký vô lớp học của thằng Ren là mình sẽ chơi game xong thằng Ren nó sẽ cốc mình, nó sẽ gọi là vừa coi vừa chửi mình. Lúc đó là cho nguyên một cái team Buffalo đứng trong nó ngồi chung với thằng Ren luôn. Nguyên một team Buffalo sẽ ngồi chung với thằng Ren lúc đầu lúc mà mình chơi game xong rồi từng thằng một nó sẽ chửi mình. Được chưa? Và đây mình hẹn với thằng Ren nha. Mình sẽ đăng ký vô cái lớp cốc của thằng Ren đó, bữa đó cho thằng Ren với lại nguyên cái team Buffalo nó vô nó dí ngược lại. Được chưa? Ok chưa? Bữa đó đánh 5 trận luôn, bây giờ kêu nguyên team Buffalo mình đánh 5 trận, mỗi trận một role khác nhau. Được chưa? Ok chưa? Mình đánh từng role một luôn, đánh từ trên xuống dưới. Và con người thì tụi mình còn khá là non nên trong giai đoạn sắp tới thì tụi mình sẽ khắc phục những điều đó. Còn đối với GAM thì bản thân các tuyển thủ của GAM là những người đã có kinh nghiệm và đã có những cái bản lĩnh nhất định trong những trận chung kết, thì đó là một trong những lý do rất là lớn họ đã có thể trở lại trận đấu và quật ngã SGB. Nếu GAM bước vào một trận chung kết, bọn họ có tâm lý tốt hơn tụi em và bọn họ đã quen với việc thi đấu có khán giả. Khi đến một trận có khán giả đông như vậy em cũng cảm thấy có chút áp lực. Tuy nhiên dù họ có cổ vũ ai thì em cũng không để ý lắm, em chỉ cười mà thôi. Trong tương lai em nghĩ đó là một trải nghiệm cổ vũ mày á, bữa đó fan Buffalo đông mà trở thành một game thủ chuyên nghiệp, bản lĩnh và có một tâm lý vững vàng hơn. Em nghĩ hiện tại đó là xứng đáng bởi vì anh ta góp công không nhỏ đến chức vô địch của GAM. Nhưng trong thời gian sắp tới em sẽ cố gắng. Style du lịch là xứng đáng. Rồi sắp tới em sẽ cố gắng đổi màu áo đá chén cơm style cho mấy mặc lờ áo đỏ đen này biết mùi. Thôi nha, đây là lần cuối cùng mình dí Nghĩa, đây là lần cuối cùng mình dí Nghĩa nha. Xong rồi hết nha, ngưng nha, nghiêm túc nha. Phát triển để vượt hơn anh ta và đánh bại xe tài. Mình nhìn nó mình nói chung là mình cảm thấy có lỗi với Nghĩa. Giờ tụi Buffalo nói gì mình cũng nghĩ là content để nhây Nghĩa nữa. Mình không nói nữa, mình hứa bạn rồi mà hết cái clip là mình không nhây thằng Nghĩa. Nay em thấy ông Viên nhiều tân binh của mùa giải thật sự cũng có chút chưa xứng đáng với em lắm. Em nghĩ người xứng đáng hơn chắc là Bingy. Tại vì mọi người chịu khó bám like đi chứ ngồi đó cãi nhau lại bị mót ban giờ. Đúng rồi, sắp hết stream rồi nhấn like đi. Mình nha, mình chia sẻ với các bạn là mình là một người có được 1 phiếu, mình chỉ có 1 phiếu thôi. Mình chỉ có 1 phiếu bầu thôi, mình như tất cả mọi người khác của hội đồng bầu chọn tân binh xuất sắc nhất của mùa. Là mình bầu cho nó, mình bầu cho BNJ. Mình nói rằng ok, thật sự là ở trong nửa sau của giai đoạn cuối của vòng bảng với lại giai đoạn playoff thì Taki nó thi đấu khá là nổi bật. Nhưng thằng BNJ là thằng đánh tốt từ đầu cho đến cuối luôn. Gần như là không có một cái thời điểm nào mà cảm giác thằng Bingy nó bị đuối cả và lúc nào nó cũng đánh tốt hết. Nó luôn luôn là người nằm trong top, những người đánh tốt nhất của bên phía Buffalo. Mình bầu cho Bingy bởi vì cái sự ổn định của nó nguyên mùa giải. Cuối cùng Taki tinh bưng xuất sắc nhất. Hầu như cả mùa giải thì Bingy đánh khá tốt trong vị trí đi rừng của mình. Và có những pha bắt lầy rất là hay. Đạt được cái danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất của mùa thì đây là một cái động lực nho nhỏ đó đối với bản thân mình. Thì trong giai đoạn sắp tới thì mình cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì đây chỉ là sự bắt đầu. Và mình cảm nhận là những cái việc mình làm ở thời gian vừa qua được một chút gì đó gọi là thành công. Tình hy vọng là mình sẽ được cái danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc trong những mùa tiếp theo nữa. Ở hiện tại thì em thấy tập thể của team em khá là ok trong việc chơi chung với nhau ngoài đời lẫn trong game, và có sự gắn kết với nhau. Còn về tương lai thì em mong tụi nó sẽ chững chạc hơn và chững chạc hơn ở ngoài đời hay cả trong game. Em có một điều muốn nhắn nhủ với đồng đội em là dù kết quả thế nào và bọn mình hiện giờ đang chưa có vinh quang thì gán đi cùng nhau ở trên chặng đường dài, và nếu sau này có vinh quang thì mọi hàng sẽ bỏ cái tôi xuống và làm việc với nhau. Đừng vì tự nhiên với cháu nội vậy gì nhát mép. Dù kết quả thế nào và bọn mình hiện giờ đang chưa có vinh quang thì gán đi cùng nhau ở trên chặng đường dài, và nếu sau này có vinh quang thì mọi hàng sẽ bỏ cái tôi xuống và làm việc với nhau. Đừng vì Lộc đang stream kiểu một chút vinh quang gì đó và đặt cái tôi của mình quá cao và dẫn đến một team tan rã. Và đừng bao giờ quên cái nhiệm vụ của mình là phải phát triển mỗi ngày, đừng buông thả, đừng ham chơi, đừng nghĩ bản thân mình như vậy là đã đủ rồi. Càng phải vươn cao và vươn xa hơn. Và hãy làm, hãy gánh trách nhiệm, hãy làm rạng danh khu vực của mình. Tại vì mấy đứa là thế hệ trẻ và có thể là tương lai của nền Liên minh Huyền Thoại Việt Nam. Em muốn cảm ơn mọi người, tập thể của Buffalo đã cho em cơ hội phát triển bản thân và đã cho em những lời khuyên, những thứ đúng đắn về game và về cuộc sống bên ngoài, để em càng ngày càng tốt lên và hoàn thiện bản thân mình hơn. Khi bước ra Gigi Stadium thì có rất nhiều bạn khán giả đã cổ vũ và động viên tụi em, cho nên là em rất biết ơn mọi người đã cổ vũ cho bọn em. Em xin thay mặt tập thể Sài Gòn Buffalo gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người khán giả đó đã cho bọn em những lời động viên, và em hứa bọn em sẽ trở lại thật mạnh mẽ ở mùa giải sắp tới.